Xin chào tất cả mọi người, xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Dare You. Và tôi chính là Hoàng Rapper đây, kết nối với cộng đồng chứ ở nhà nhiều quá cái đâm ra có khi mình quên luôn tiếng người ấy, em. Có khi mình quên luôn tiếng người ấy, em. Ủa nhẹ quá. Nhẹ quá. À dạ. Hay quá bông ơi. Và bây giờ xin mời mọi người đến với nhân vật khách mời đặc biệt ngày hôm nay, một cô gái rất đáng yêu, dễ thương với nụ cười tỏa nắng, một giọng nói rất là ngọt ngào, giống như là rót mật vào tai. Và cô ấy rất nổi tiếng với một video clip, ôi, thả thính nhẹ nhẹ sương sương thôi, mà làm đốn tim biết bao nhiêu chàng trai. Không làm mất thời gian của mọi người nữa, hãy chào đón Hot TikToker Thanh Tâm. Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần cầu cơ. Là một trong những câu thả thính mà người người, nhà nhà đều ấn tượng trong một khoảng thời gian dài. Câu nói xuất phát từ nhân vật rất đặc biệt, Hot TikToker Trần Thanh Tâm. Cô này sinh năm 2000 và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Là một cô gái vô cùng xinh đẹp và có tài năng. Được biết, cô rất đam mê nghệ thuật và mong muốn trở thành một nghệ sĩ. Nên thời gian tới, cô sẽ tham gia các dự án nghệ thuật và mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ của khán giả. Chào em. Xin chào mọi người. Hello. Đó, anh trời phượng cái ôi lội tim. Từ từ đã chiếu cho mình làm gì. Đừng như vậy nữa. Thì Thanh Tâm ơi, trong thời gian giãn cách này nè, thì công việc hàng ngày của em như thế nào nè? Như mọi người cũng thấy là hiện tại em đang ở nhà và em rất là thoải mái. Công việc ở nhà ở mùa dịch hiện tại của em chỉ có ăn và ngủ thôi anh ạ. Cuộc sống của em hiện tại nó đang rất là bấp bênh và khó khăn. Anh thấy không? Trời đất ơi, em chỉ lên ngồi đi ngồi tám chuyện với anh thôi chứ em không có công việc để em làm luôn. Anh phải thương trứng rán cần mỡ. Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ. Yêu không cần cớ, cần cộng cơ. Đứa ta đâu có thể nào mà ăn thính để sống qua ngày được đâu anh ơi. Em ơi, anh có vợ rồi. Đừng chị ôm mèo con nhẫn nhẹ ôm mẹ anh sợ lắm. Mà xả ba mở cửa ra một cái là chết luôn. Nên nói chuyện với con nào luôn chết luôn. Ta là huynh đệ với nhau anh à. Thôi được rồi, bây giờ sẽ là thử thách đầu tiên dành cho em trong ngày hôm nay. Em có dám làm hay không? Đương nhiên là có rồi. Được lắm, chúc cho mụi thành công với thử thách đầu tiên. Đơn giản lắm, để chứng tỏ rằng là mình đang sống chậm chậm ở nhà. Hãy cầm chiếc điện thoại với camera và cho chúng tôi thấy được cái tủ lạnh của bạn đang có những gì. Oh my god, ok. Để coi, đại gia, thiếu gia hay là da bọc xương. Ok, thì bây giờ em sẽ vlog sơ sơ cái chiếc tủ lạnh mùa dịch này của em nha mọi người. Thì đây sẽ là ngăn mát. Thì nó cũng chỉ có là đầu tiên thì có sinh tố, rồi chủ yếu là có nước ngọt nè, có trái cây, có rau, vâng rau, rất là nhiều rau ạ. Vâng, hay quá, có rau là em đã ra rồi. Ở phía dưới này sẽ là ngăn đông, đây thì có cá, này có cá, ngăn này thì có thịt chim cút này kia. Ừ. Đó là sơ sơ cái tủ lạnh mùa dịch này của Trần Thanh Tâm đó mọi người. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Sương sương sơ sơ thử thách gì là good. Wow, như vậy là em cũng rất là may mắn khi mà ở nhà mình đã chuẩn bị đầy đủ những lương thực thực phẩm để có thể vượt qua được mùa dịch này. Quan trọng là bây giờ mình có thể kết nối với cộng đồng chứ ở nhà nhiều quá cái đâm ra có khi mình quên luôn tiếng người ấy, em. Có khi mình quên luôn tiếng người ấy, em. Đã công nhận, tại vì em ở một mình nữa nên em không có nói chuyện với ai hết. Em chỉ có nói chuyện quanh quẩn với những chú mèo của em thôi. Em lúc nào em ngày nào em cũng meo mà em không thể nói tiếng Việt luôn anh. Là anh hiểu rồi đó, mình đã quên cũng cái sự người của em rồi. Sự người. Cái này chỉ có meo. Anh thấy tủ lạnh quá chừng đồ ăn, anh tưởng đâu là ở nhà nhiều người chứ. Không, chỉ có em mình em thôi đó. Em là một người ăn rất là nhiều, thật sự em đã nấu là em sẽ nấu một nồi to nè, mọi người sẽ nhìn vô tưởng trời ơi ăn một tuần hả, nhưng không, em ăn có tầm 2 ngày là nó hết rồi. Trước khi chúng ta bước vào những thử thách hay là câu hỏi đầu tiên của chương trình ngày hôm nay cùng với Thanh Tâm, thì tất cả mọi người hãy nhớ lại xem tuần trước. Jeju, tập trước, sự nỗ lực hết mình, dám chơi dám chịu không khiến anh Viên Cá, Quách Ngọc Tuyên có thể giành chiến thắng chung cuộc. Một lần nữa MC Hoàng Rapper lại là người nhận được kết quả thuận lợi. Tổng lại hết nha, tổng hết luôn á. Thì suy ra, ngày hôm nay là thắng Viên Cá thôi. Tôi là người bị phạt. Chơi là phải chịu, thua là phải chung. Rồi nè, trang điểm đi, đánh lên.
đó chấm chấm nữa. Ôi gì chứ, việc trang điểm make up là nghề đó. Thanh Tâm coi kìa, chấm một đúng chỗ rồi. Chính xác. Cái hộp phấn là ba chỗ, chấm ba nơi, chép ba lần. Rồi chết rồi, con nhà nào rồi đâu. Chỉ chưa được 2 tuổi đó mọi người. Tiên cứ nghĩ là cái trò này Tiên sẽ khỏe không sao, tại vì mọi người sẽ không biết làm. Mở ra giùm. Phải đâu? Dạy, đúng rồi. Trời vậy bình thường, bình thường á. Tâm thấy sao cưng? Vui hen, vui hen. Không biết là em có bị run sợ chứ như hình phạt khủng khiếp của bài tập đưa đây không? Đặc biệt là sự bình chọn của khán giả. Tâm thấy sao cưng? Vui hen, vui hen. Không biết là em có bị run sợ chứ như hình phạt khủng khiếp của bài tổ chức đưa đây không? Vui vẻ, tôi còn hướng dẫn cho mọi người cái cách trang điểm nữa đó. Vì con lấy màu thiệt luôn á Ngư. Chết tôi rồi. Mới tắm, mới rửa mặt xong giờ mới vô tẩy trang nữa. Và bây giờ sẽ là vòng thử thách đầu tiên được mang tên đuổi hình bắt chữ. Rất dễ. Trời ơi, cái này em ngu lắm mọi người ơi. Chết rồi, giống như là cái chương trình này nó đang gọi là đang đỏ ra sự ngu của em á mọi người. Dễ lắm. Với lại trò chơi này có hai phần lận. Phần đầu tiên là đuổi hình bắt chữ, phần thứ hai là yes no question, là chỉ việc trả lời yes hoặc là no thôi, có hay không thôi. Nếu như ai mà không trả lời đúng phải lựa chọn một vật dụng trong nhà của mình để tự phạt. Trong phòng anh là đó có bao nhiêu đồ đó đó, em có thể nói anh lấy cái gối đập vô đầu cũng được. Thì lại tiếng nữa anh lấy cái gối anh đập vô đầu anh 2 cái. Rồi vậy nha. Okay, còn em ha, bây giờ em thua là anh phải chỉ định nè, em phải làm theo chỉ định của anh nha. Chạy bếp lấy nồi cơm điện đập đầu cái thôi. Cầm nguyên nồi cơm điện phải không? Ok rồi, ok đi đi. Ôi dễ thương quá vậy. Wow, trời ơi, bà cầm cái nó bảo hiểm là chắc cười hoài luôn á. Đây là một chiếc nồi cơm điện em. Em bưng cái nồi. Em ơi, anh ấy anh là lấy cái ruột ở trong á, cái nhôm á. Ủa vậy hả? Ừ, lấy cái nồi. Thời gian 30 giây bắt đầu. Răng và học hả? Răng học. Răng học. Mấy ô nhỉ? R-A-N-G. Cái này là cái răng. Xong rồi còn có bài học nữa. Học là tri thức. Tri răng hả? Răng là nha. Không phải nha bàn, không phải hàm răng. Trời ơi, cái này thiệt đúng hàm, là học hàm. Học hàm là gì anh? Hàm chính số rồi. Luôn. Trời ơi, cái câu này vậy mà anh cũng nghĩ ra được. Ghê thiệt. Rồi, em đã thua. Ráng lên, tâm ráng lên. Cố lên, em sẽ cố gắng. Ok. Ok. Một cái rồi. Rồi. Trời ơi trời, có cần nhẹ không? Vỗ đi nè, bụp. À vậy hả? Trời ơi, bão tắp về mưa sơn. Ừ, đó. Đâu cho anh coi lại cái mốp coi. Đâu rồi? Đây. Wow. Hay quá. Bái phục. Đâu hảo mùi, hảo mùi. Hy vọng nhờ cú đánh này sẽ giúp em tỉnh táo hơn. Ok, em sẽ nghĩ là nó sẽ tỉnh táo hơn. Câu thứ hai, hình ảnh thứ hai, 30 giây bắt đầu nha. Cái này là cái gì, remote hả? Cái remote TV với không lại phải, cái yên xe đó. Dạ. Cái yên xe. Yên xe máy. Yên xe máy hả? Yên xe máy với lại cái đó là cái gì vậy? Cái là bao cánh gà phèo hả? phèo yên lòng yeah. Trời ơi, rồi bắt đi rồi. Tôi còn đang nghĩ tới cái yên phèo á. Phèo nói gì, tại nó là lòng đúng không ta? Lòng phèo phổi đó là cái giống như yên lòng. Trời đất ơi, không ngờ. Đúng đó. Coi như là anh nhường đi. Rồi bây giờ anh lấy cái gối đập vô đầu 2 cái. Thôi mấy ông khán giả sẽ chửi anh đó, tại sao kỳ vậy, chơi gì thiên vị vậy. Bắt em gái hả, lấy cái nồi cơm đập vô đầu, trong khi anh trai thì lại lấy cái gối thì quá nhẹ nhàng. Anh tự nguyện anh lấy chai nước anh đập đầu nè. Uống hết nước đúng rồi, anh đập bon bon cho em 2 cái nha. Bon bon, mình nói được cái chữ bon bon nha. Cái gì mà 2 cái lận? 2 cái bon bon đi anh, này nó mới nghe tiếng bon bon. Quăng ta cái bon, quăng ta cái bon, quăng ta cái bon, ta cùng chơi dầu. Trời á. Ây da. Móp chưa anh? Méo hết tóc, vui đó. Ok, vô. Hình ảnh tiếp theo, 30 giây bắt đầu. Thuốc. Ê, chữ thì khó vậy. Viên chăng là... Thuốc lào. Hay quá anh ơi. Thì viên chăng là lào đó.
Bây giờ em bị phạt đúng không anh? Chết rồi, rồi. Bây giờ hình phạt của em là tháo cái mắt kính, lấy nồi cơm điện ụp vô đầu. Sau gõ cái con hai cái. Ok. Trời ơi. À, đau quá. Em phải gõ ký ký con em phải nghe tiếng. À đây đây, em có cầm cái này vô luôn. Ờ. Nhiệt tình ghê, cầm luôn cái muỗng. Vô. Ừ, nhiệt tình lắm em, ok. Dễ thương á, 30 giây, bắt đầu. Chuối. Ủa? Chuối gì trời, chuối giả hả? Chuối giả. Chúng ta. Không, chuối. Chuối làm gì có chuối giả, này 7 chữ cái lận. C-H-U-O. Thêm 2 chữ chuối, chuối ta. Chuối ta. Chuối, cái này là chuối gì, cái bơm chuối giả, này là chuối vàng, chuối ta. Chuối gì ta? Chuối nhủi. Không biết luôn á mọi người. Banana. Thua chứ sao giờ. Chuối thiệt. Tại vì nó có, nếu mà ghi chữ chuối. Hả? Quả thật. Cái gì vậy trời? Nó xèm. Rõ ràng cái mũi tao nó chỉ là trái chuối. Thật sự anh hay rất xèm. Trời, mình cứ tưởng là chuối. Quả thật. Chuối gì ta, chuối thật, chuối dạ. Má ơi, quả thật nha má. Quả thật nha má. Chứ ép người. Hai đứa bị phạt hết. Không thể tính được. Vậy là em đổi lên tiếp hả? À thôi được rồi, đập bình thường được rồi. Là em đập giấy hả anh? Xong rồi. Không, đập cho đầu á, đập cho đầu á. À. Trời ơi, tính nói chứ. Rồi tới anh. Em nhiệt tình quá. Trời ơi, quá nhiệt tình luôn á. Rồi tới anh nè. Ồ, nhẹ quá. Nhẹ quá. À dạ. Ok. Rồi bây giờ nếu như tấm hình cuối cùng này hai anh em mình cùng đoán đúng là hẹn biên tập đập cho đầu đó. Nha. Đúng rồi, chính xác. 30 giây, hình ảnh cuối, bắt đầu. Trời dễ. Cầu bàn. Đĩa bàn. Đĩa bàn, ơ. Đĩa bàn. Đĩa á, quả đĩa cầu chưa? Đĩa bàn. Ôi, em thua rồi, chết rồi. Kệ. Tội nghiệp cái nồi quá. Lấy cái muỗng thôi. Muỗng không ra tiếng thôi. À. Vô chán á. Chán hả? Cô nghe hả đó. Nghe chưa? Ok. Được, okay. Nghe. Nghe chứ, sao nghe được rất đau luôn á. Cái trán em nó rổ rổ luôn rồi kìa, y như cái muỗng luôn á. Là bây giờ, chúng ta đến với phần 2 của vòng 1. Sau khi kết thúc phần 1, đó là đuổi hình bắt chữ. Tỷ số bây giờ đang là 3-1. Tạm thời lợi thế đang nghiêng về cho anh Bơ. Bây giờ là bé Tâm cố gắng ở phần 2 nha. Phần 2 của vòng 1, đó chính là trả lời có hoặc không, hoặc là đúng hay sai. Thôi thì chúng tôi sẽ tượng trưng bởi chữ yes hoặc là chỉ no. Và bây giờ sẽ là 3 giây cho câu hỏi đầu tiên, bắt đầu. Nàng lọ lem được miêu tả. Tuyết môi đỏ như mọc hay như gọi nguồn tuyết. Sai. No. Đây là câu văn tả nàng tuyết, chứ không phải là nàng lọ lem. Rồi, biên tập nhớ nha. Hai anh em bị câu này đúng hết rồi đó. Hết dịch thì tôi quýnh thiệt á. Biên tập bị đánh. Thì nở đã từng nấu tô cháo gà. Sai. Cháo hành với cháo gà đâu. Chết gà đâu ra nấu. Tôi hồi nãy em nhớ là trò kia nó khó lắm mà ta. Tại sao trò này nó lại. Ừ sao. Đúng. Ủa. Dễ gì có người sai. Dễ gì có người sai. Ủa gì hả. Nào tiếp tục nào. Lão hạt ăn bả chó. Là tôi bỏ. Sai hình như không có. Lão hạt cho con chó ăn bả. Đây là lão hạt ăn bả chó để tự vẫn. Là lão hạt đâu có tự vẫn đâu. Phải sai chứ. Đúng. Ủa đúng hả. Lão hạt tự vẫn em ơi. Ủa vậy hả. Thử chó là lấy không xử chó bán chó gì. Rồi tự ăn bả chó chết luôn. Cuộc đời thiệt luôn cực. Ăn để chết luôn á hả. Quên rồi hả. Quên rồi. Trời ơi bao nhiêu năm rồi anh ơi. Ừ, anh quên luôn á. Em bây giờ chỉ phải có mèo 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 thôi. Em chỉ nói chuyện với mèo thôi. Chuyện với người đâu mà em biết. xin lỗi cậu vàng, xin lỗi lão hạt, em đã quá sai rồi. Bây giờ gõ nhịp hát bài gì em thích đi. Đi lên bà đi đi bao nhau, ô thương nhau đi nhau cao tốc nhịp, hay không không nhịp thì nhịp nhau cay cay, làm như mai ông bà vui cay cay, la 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 la, hay la la la, hay. Trời ơi. Hay lắm, anh thấy là ở nhà nhiều quá nó cũng có cái mặt trái đó em ơi. Thiệt.
tỷ số đang là cân bằng nên đây là cơ hội để vượt qua anh nha. Câu hỏi cuối cùng bắt đầu. Cố lên. Tác phẩm tiếp theo là tác phẩm nổi tiếng của nhà văn. Nhà văn Văn Cao. Đâu sai sai. Nam Cao. Trời để đọc Văn Cao là gì ta? Sáng tác bạn thủ ca. Ý là nhưng mà nếu tính theo tỷ số là em là bây giờ đúng, nhưng mà em vẫn điểm vẫn thua anh. Đúng không? Đâu có, vẫn đang cân bằng 4 đều á cưng. Ô vậy hả? Ô ok. Chúc mừng em. Vì vậy là bất phân thắng bại ở vòng đầu tiên, đó chính là đuổi hình bắt chữ và trả lời câu hỏi. Và bây giờ xin mời Thanh Tâm bước vào vòng thi thứ hai, đó chính là thử thách cá nhân. Ok, em sẽ cố gắng làm cho ba má hạnh diện. Nghe nói Thanh Tâm có nhiều bạn thân lắm. Hãy gọi điện thoại cho hot TikToker Lê Bóng và mời tham gia MV sắp tới sau khi hết dịch. Nhưng với điều kiện là phải lè lưỡi tối đa, vì đa phần cảnh quay đều là cảnh lè lưỡi. Và đạo diễn rất thích cái xu hướng lè lưỡi này của Lê Bóng. Hãy thuyết phục bằng được Lê Bóng nha. Ok, bây giờ em gọi cho chị Bóng hả anh? Thì anh có một ý tưởng gì? Cách xơi 500 ngàn nha. Ok, Lê Bóng nha mọi người. Mình thấy chị Lê Bóng không? Mấy ơi. Ơi chị ơi. Chị Bóng đang rảnh không? Cho em 5 phút nói chuyện một xíu. Ok này, đang phim đúng không? Đang quay chương trình gì đúng không? Đâu có đâu. Em đang ở trên nhà không mà. Ý là hồi nãy em mới nói chuyện với anh Vân xong thì sắp tới có một cái dự án thì tụi em tính mời chị tham gia, không biết là chị có ý không? À, dự án à, mới tham gia à? Em phải nói qua về dự án xem là nó như thế nào. Thì cái này là MV MV nó sẽ hơi hướng là hơi độc một xíu. Hơi độc lạ. Chị thấy thì cũng vui. Nếu như mà em mời chị tham gia thì có gì cứ gửi cho chị trước cái kịch bản á để chị coi á. Nếu như mà nó phù hợp với chị này, nó đúng như cái gì mà chị kiểu đúng cái kiểu sở thích của mình ấy thì chị sẽ nhận lời. Ok luôn. Vậy nha, chốt tham gia nha. Em cũng nói luôn cái vụ cái xe bên em, tại vì cũng công nhận là mùa dịch này cũng khá là khá là khó khăn á, nên là cái xe bên em không phải là cái xe mà muốn gọi là đi lại di chuyển, em xin gửi chị 500 nghìn á. Vâng. Bây giờ chị gửi lại em 500 nghìn luôn. Hay quá Bóng ơi. Ok luôn. Tuyệt vời Bóng ơi. Ông ơi Bóng. Tại thì em đang tham gia chương trình DU của anh Hoàng Rapper. Thì kết thúc là sẽ là phải mời bằng được chị quay MV với em. Em phải quay lại đi. Bóng ơi, anh Hoàng Rapper đây, anh chào em. Dạ, em chào anh ạ. Cảm ơn em đã rất là vui vẻ với cái thử thách vừa rồi của Thanh Tâm nha. Không có giận Tâm nha. Là nãy giờ Tâm chia sẻ ngay từ phút giây ban đầu khi mà em hỏi là em đang quay chương trình gì đúng không Tâm, là em có tin những lời Tâm nói nãy giờ không? Em tin mà. Tâm kiểu nói nếu mà có bảo em thật sự là tham gia chương trình mà kiểu phải liếm màn hình thật thì em cũng chắc chắn là sẽ vẫn sẽ tham gia, tại nếu như mà là Tâm và anh Minh Cầu mời. Nhưng mà em rất là thông minh nha Bóng ơi. Em cảm ơn. Hello mọi người. Chào Bóng. Thì chào các bạn khán giả. Ok, tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ và thật nhiều năng lượng tích cực ạ. Bye bye mọi người. Bye bye chị yêu. Bye bye. Tâm ơi Tâm, cho anh hỏi một câu chứ, sao mấy bạn gái làm đẹp dễ thương mà anh lè lưỡi nhìn thấy ghê vậy em? Tại vì thường người ta single thì người ta mới dễ thương á anh, còn anh có vợ rồi không nên dễ thương đâu anh ạ. Ok. Trời ơi, anh sẽ luôn là người đẹp trai nhất trong mắt vợ anh. Đúng. Nên dù có thua, tôi vẫn đẹp trai nhất trong mắt cô ấy. Chúc mừng em. Như vậy là với phần xác nhận của Lê Bóng thì cô ấy đã tin những gì em nói, thì xem như là thử thách này em đã vượt qua được. Mặc dù ngay từ câu đầu luôn là cô nghi em rồi. Trời đất ơi, nói chuyện tả gì đâu, cười hoài, sướng chấn à. Tại vì trước giờ thì em với chị Bóng thân nhau, nhưng mà kiểu mình cũng hơi tế nhị cái vấn đề đó, tại vì em cũng sợ chị Bóng buồn ấy. Bóng quá dễ thương luôn. Đúng rồi. Chị Bóng là một người rất là tích cực và lạc quan. Thật sự mỗi lần mà em buồn là chị Bóng sẽ bảo là tại sao em buồn vậy, em hãy vui lên. Đó là cái câu chị Bóng luôn luôn chia sẻ với em là như thế. Vui lên, thua cũng phải vui lên. Rồi đó, vui bây lên. Giờ Tâm muốn phạt anh gì phạt đi.
tùy em. Anh hát một bài đi. Thôi hát một bài thường. Nhưng mà anh hát, nhưng mà không phải là cái bài anh đã sáng tác rồi mà bây giờ anh phải sáng tác luôn. Chưa à? Anh là thằng rapper mà anh vô vô. Ok mà. Anh vô. Có bé trưng ráng gì đó, anh vô vô. Đợi xíu để suy nghĩ cái cho một phút. Bây giờ sẽ là một sáng tác ngẫu nhiên. Nói chung là một cái sự mashup á, em hiểu chữ mashup không? Là một cái liên khúc mà kết hợp nhiều bài hát lại với nhau á. Ok, ok. Em hãy đoán xem đó là những bài okay, gì nha. Vô. Bài đầu tiên là một bài rất là quen thuộc mà đang tạo nên xu hướng sóng gió trên mạng xã hội. Chị ông nào? Chị ông no. Chị ông no 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 cắn nó đi no 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 no. Nghe chưa? Trời ơi, cơm còn dính cơm kìa. Thì đúng rồi. Chưa, em chưa rửa mà. Em chưa rửa mà. Trời đất, con bé nó đổi nãy giờ. Nãy em thiệt. Em rất là nhiệt tình, anh yên tâm. Để yên đó. Tôi ngủ đôi, bóc, lụm, ăn luôn. Sợ đâu, không phải đi đâu. Nó khô rồi. Cái này nó khô rồi anh. Tiếp. Nó có một bài hả? Bắt sức mà. Bắt sức mà, ok. Con cò, cò bay là... La bay la 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 in the morning la 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 in the morning. Gãy chưa? Morning. Mashup và tân cổ giao duyên á. Ok, trời ơi, thật là tuyệt vời, đúng là anh hàng rapper truyền thuyết ở đây rồi, mọi người. Ok. Hay quá. Trời ơi. Bye. Chưa bao giờ em sẽ thua, anh nói thiệt luôn. Chỉ có một què mà thắng thôi đó. Hôm nay bị gì chấn áp. Ủa vậy hả? Thì tại vì chắc hôm nay cái vẻ đẹp ngút ngàn của em, cái sự ngây thơ này là anh không thể cưỡng lại được, anh hiểu đúng không? Là đầu tiên trong đời tôi thấy một hot girl đội nồi cơm điện lên đầu mà còn dính cơm lên tóc. Đỉnh thiệt. Ghê thiệt. Cảm ơn sự nhiệt tình của em. Hy vọng là sự lạc quan, thanh xuân, vui tươi, tươi trẻ, hoạt bát này sẽ giúp cho em luôn thành công trên chặng đường sự nghiệp. Cuối chương trình ngày hôm nay, anh thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho Thanh Tâm. Bởi vì sao? Em đã vượt qua biết bao nhiêu áp lực. Bởi vì tuổi trẻ khi đối mặt với thành công quá sớm thì chắc chắn sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn, những lời đàm tiếu. Nhưng hãy cố gắng bình tâm, bình tĩnh, giống như tên gọi của em nha. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn em rất là nhiều Tâm okay. ơi. Bữa nay đã giúp cho quý vị khán giả thấy được không gian sống của em nè, thấy được cái tủ lạnh nhà em, thấy được lần đầu tiên người đẹp Thanh Tâm đổ đầu cơm điện còn dính cơm lên đầu. Quá tuyệt vời, rất xuất sắc. Chúc cho Tâm vui tràn đầy sức khỏe, thành công và bình an nha. Cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn chương trình. Bye bye mọi người. Bye bye anh. Cảm ơn em. Chúc anh luôn thành công và vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye. Em mong là lát nữa vợ anh còn sẽ cho anh ăn cơm. Bye bye anh. Như vậy là chương trình ngày hôm nay cũng đã khép lại rồi. Thời lượng trôi qua nhanh quá. Ước gì mà chúng ta có thể được phát sóng lâu hơn để có thể giao lưu và mang lại cho nhau những tiếng cười. Và mong là quý vị sẽ luôn giữ được sức khỏe và sự bình an trong mùa này quý vị nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dạ, em xin chào mọi người. Và bây giờ sẽ là hình phạt của em trong tuần này sau khi nhận được biết bao nhiêu là bình luận cũng như là bình chọn của quý khán giả gửi về cho chương trình. Và cuối cùng chúng tôi đã thống kê lại được hình phạt được mọi người đề cử nhiều nhất. Đó chính là B. Đội nồi cơm lên đầu và gõ theo nhịp điệu một bài hát. Thì bây giờ nồi cơm nhà em đang kẹt. Mọi người đang ăn cơm, nấu cơm dưới. Nên bây giờ em sẽ kiếm một cái nồi khác để thay thế. Và em sẽ hát một bài để tặng mọi người nha. Mà phải gõ nó chứ. Yo. If you happy and you know it, knock the hat. If you happy and you know it, knock the hat. If you happy and you know it and you really want to show it. If you happy and you know it, knock the hat. Nào bạn ơi ta vui ta ca ta cùng nhau gõ. Nào bạn ơi ta vui ta ca ta cùng nhau gõ. Ta vui lắm nên gõ qua trời. Mà nếu có chơi thì cũng phải chịu. Gõ nữa đi cho ta thêm vui cho đầu thêm đau.